Ra thăm vườn thấy vuông bò lên phủ kín cả một con đường mòn, dân mạng khuyên nên chuyển đi gấp. Mới đây, một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn khi ghi lại cảnh tượng kỳ lạ khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Cụ thể trong video, cô gái trẻ khi ra thăm vườn thì phát hiện điều bất ngờ, một con đường mòn nhỏ dẫn vào vườn đã bị phủ kín bởi vuông đất. Những con vuông bò lên tầng tầng lớp lớp tạo thành một cảnh tượng hệt như những gốc rễ cây đang xen nhau, nhưng nhìn kỹ mới biết đó là hàng ngàn con vuông trường bò. Vì đây là lần đầu tiên chứng kiến một hiện tượng kỳ quái như vậy, cô gái quyết định quay lại toàn bộ cảnh tượng và đăng lên mạng để hỏi ý kiến dân mạng. Ngay lập tức, cô nhận được hàng loạt lời khuyên nên chuyển nhà đi gấp, bởi họ cho rằng đây có thể là điềm báo của một sự việc không may sắp xảy ra. Một số người còn nhận định rằng hiện tượng vuông bò lên mặt đất nhiều thế này có thể liên quan đến các hiện tượng địa chất nguy hiểm như động đất hoặc sạt lở. Vì theo quan niệm dân gian và một số giả thuyết khoa học, vuông đất thường bò lên mặt đất trước khi có những biến động lớn từ lòng đất. Bên dưới là một số ý kiến được mọi người để lại. Có nguy hiểm lớn từ lòng đất nên vuông không ở được, báo hiệu sự nguy hiểm lớn sắp xảy ra. Động vật nó nhạy bén với thiên tai lắm, nên bạn chuẩn bị đồ đạc giấy tờ bảo quản, sắp xếp quần áo dụng cụ cần thiết. Chẳng may việc tới là chỉ lên đường thôi, không tới lúc gấp gáp lại cuốn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.